Hôm nay chúng ta sẽ vào chủ đề thứ 12, đó là chủ đề gội đầu. Đầu tiên là chúng ta vào một từ mới. Từ mới thứ nhất là tóc. Tóc là thấu phạm. Thấu phạm. Thấu phạm là tóc. Thế còn gội đầu, tiếng Trung sẽ nói là xỉ thấu. Xỉ thấu. Xỉ thấu là gội đầu. Sấy tóc sẽ nói là xuây phong. Xuây phong. Xuây phong. Sấy tóc. Còn máy sấy tóc người ta sẽ nói là xuây phong chi. Xuây phong chi. Xuây phong chi. Chi đây là máy móc. Thì máy sấy tóc người ta sẽ nói là xuây phong chi, là máy sấy tóc. Tiếp theo dầu ở đầu sẽ nói là xỉ pha chiên. Xỉ pha chiên. Chỉ pha chiên là dầu gội đầu. Từ mới số 6, cái lược là su chữ. Su chữ. Su chữ là cái lược. Thì còn ngáo nước thì nó là sủy phéo. Sủy phéo. Sủy phéo là ngáo nước. Từ mới số 8, khăn mặt nhỏ sẽ là xẻo máu chín. Xẻo máu chin. Xẻo máu chin là khăn mặt nhỏ. Còn khăn mặt to đối nghĩa với xẻo bên trên thì sẽ là tạ. Xẻo là nhỏ, tạ là to. Tạ máu chin. Máu chin là khăn. Tạ máu chin. Khăn mặt to là tạ máu chin là khăn mặt to. Từ mới số 10, túi ni lông là su treo tai. Su treo tai. Su treo tai là túi ni lông. Thế còn chậu gội đầu sẽ là xỉ thấu cháo. Xỉ thấu là gội đầu, cháo là cái chậu. Xỉ thấu cháo là chậu gội đầu. Xỉ thấu cháo. Từ mới số 12 cũng là từ mới cuối cùng là thùng nước, là xuấy thùng. Xuấy thùng. Xuấy thùng là thùng nước. Tiếp theo chúng ta đi vào phần 2 là phần ví dụ, và cũng chính là cái quy trình gội đầu cho các ông bà cụ. Đầu tiên là bạn cần phải chuẩn bị dụng cụ đầy đủ. Cái lược, dầu gội đầu, ráo nước, máy sấy tóc, chậu gội đầu, thùng nước, một cái túi ni lông, một cái khăn mặt to và hai cái khăn mặt nhỏ. Đó là những cái mà chúng ta cần chuẩn bị. Mình phải lưu ý là chuẩn bị đầy đủ để tránh khi mà mình đang gội đầu cho ông bà cụ thì là thiếu cái nọ cái kia, nên nó ảnh hưởng đến cái công việc của mình. Đầu tiên, nhì yào chuẩn bị dung chuy. Đầu tiên là đầu tiên, nhì là bạn rồi này, yào là phải, chuẩn bị là chuẩn bị, dung chuy là dụng cụ, đúng không? Nhì yào chuẩn bị dung chuy. Bạn phải chuẩn bị dụng cụ. Su chữ, đầu tiên là cái lược. Chỉ thấu chim là dầu gội đầu. Chảy phéo là gáo nước. Chuây phân chi là máy sấy tóc. Chỉ thấu cháo là cái chậu gội đầu. Xuấy thủng là thùng nước. Ý cưa su treo tai. Su treo tai là túi ni lông. Ý tức là y là một. Cưa là lượng từ của cái túi đấy ạ. Một cái túi ni lông là ý cưa su treo tai. Tiếp theo, y kéo tả máu chín. Y kéo tả máu chín. Kéo là lượng từ của cái khăn. Kéo là lượng từ của cái khăn này. Tả máu chín. Tả máu chín là cái khăn mặt to. Là một cái khăn mặt to. Tiếp theo là hứa là và lẻng ở đây là hai này. Khéo chẻo máu chin, khéo là lượng từ của vẫn là máu chin là của cái khăn. Chẻo máu chin là cái khăn nhỏ. Lẻng khéo chẻo máu chin là hai cái khăn nhỏ. Tiếp theo là bạn phải rửa tay sạch sẽ. Sau đó bạn phải rửa tay sạch sẽ. Là rán hổ, nhì yao chỉ
洗手干净。然后là sau đó, 你 là bạn, 要 là phải, 洗手 là rửa tay, 干净 là sạch sẽ, là cái bước mà trong quy trình nào chúng ta cũng gặp đúng không ạ? 然后你要洗手干净。Sau đó chúng ta sẽ nói với người già là tôi đến giúp bà gội đầu trên giường nhé. Bà thả lỏng người chút. Tức là mình thông báo để cho người ta thả lỏng cơ thể hơn để mình dễ dàng làm thao tác các bước gội đầu. Cao su lão lớn của bạn mình choáng sang chỉ thấu ạ. Nhì phan chinh sung. Cao su là nói, thông báo. Lão lớn là người già. Của là tôi. Bang là giúp. Nín là bà. Choáng sang là trên giường. Choáng là giường, sang là trên. Trên giường thì nó là choáng sang. Chỉ thấu là gội đầu. A chỉ là trợ từ ngữ khí thôi. Ủa ba nín choáng choáng sang chỉ thấu à? Tôi đến để giúp bà gội đầu trên giường nhé. Nhì phan chinh sung. Bà phan chinh sung là hãy để cơ thể. Chinh sung là thả lỏng. Hãy để cơ thể thả lỏng nhé. Nhì phan chinh sung là bạn à, bà hãy để cơ thể thả lỏng một người chút để cho mình dễ thao tác cái quy trình gội đầu hơn. Tiếp đến là bỏ gối ra trước. Là xiên bả chẩn thấu ý khai. Xiên bả chẩn thấu ý khai. Đây là hai dấu, hai thanh ba sẽ đổi đây thành thanh hai là đọc thành bả. Xiên là trước hết. Trước bả là chỉ hành động là sẽ là bỏ cái gối đấy ạ. Là hành động làm một cái gì đấy, là chẩn thấu là cái gối này. Ý khai là bỏ ra. Xiên bá chẩn thấu ý khai là bỏ cái gối ra trước. Xiên bá chẩn thấu ý khai. Khi mà bỏ cái gối ra xong thì chúng ta sẽ giúp bà cụ lót một cái túi ni lông không thấm nước trước. Tức là chúng ta sẽ lót cái ý để nó không bị thấm nước vào người hay là quần áo của bà cụ. Xiên băng nín u sang ý cưa pháng xuẩy tợ su treo tai. Xiên cũng là trước tiên này, trước hết này. Bang là giúp, nín là bà. U sang ý cưa pháng xuẩy. U sang tức là lót. Lót lên đấy. Ý cưa, ý là một. Cưa là lượng từ của cái từ túi ni lông. Pháng xuẩy là không thấm nước, tức là phòng nước là không thấm nước. Su treo tai là túi ni lông. Ý cưa pháng xuẩy tờ su treo tai là một cái túi ni lông không thấm nước. Đó, thì cả câu sẽ là xiên băng nín bù sang ý cưa pháng xuẩy tờ su treo tai. Tức là giúp bà, trước tiên là sẽ giúp bà lót một cái túi ni lông không thấm nước. Sau đó sẽ lót tiếp một cái khăn mặt nữa. Tức là khi sau khi lót cái tấm ni lông đấy xong rồi thì chúng ta sẽ lót tiếp một cái khăn mặt. Là chai bù sang y thiếu máu chín. Chai là lượng từ là lặp lại một cái gì đấy hoặc là tiếp tục làm cái gì đấy. Bu là lại lót. Bu sang là lót lên đấy ạ. Y thiếu máu chín. Lúc nãy mình nói rồi, từ thiếu đây là lượng từ của cái khăn là của máu chín đấy ạ. Thì y là một, y thiếu máu chín là một cái khăn. Thì vì vậy là lót tiếp một cái khăn mặt nữa sẽ nói là chai bu sang y thiếu máu chín. Bước tiếp theo chúng ta sẽ mang cái bằng của đầu lên. Cha cha lái, bá chỉ thấu bà sang lái. Từ này cũng tiếp tục là đổi thành thành hai. Cha cha lái là tiếp theo. Bá, động từ bá đấy ạ. Chỉ thấu bạn là cái bàn của đầu. Sang lái là lên. Cha cha lái, bá chỉ thấu bạn sang lái. Tiếp theo mang cái bàn của đầu lên. Chỉ thấu bạn là cái bàn của đầu. Sau đó chúng ta sẽ hỏi người già là bà ơi, như này đã được chưa? Quân lão lớn ama chưa yang khứ gì mà. Quân là hỏi, lão lớn là người già. Quân lão lớn là hỏi người già. Ama là bà ơi, bà cụ ơi. Chưa yang là như này. Khứ gì là có thể. Ma là chưa, là không. Như này có được chưa, hoặc là có được không, đã được chưa. Chưa yang khứ gì ma là như này, đã được chưa. Quân lão đấn ama chưa yang khứ gì ma. Đấy, sau khi mình đặt các cái thứ
các cái dụng cụ vào thì mình sẽ hỏi người già là như vậy thì đã được chưa? Tôi giúp bà đặt một cái khăn mặt quanh cổ. 我帮您在脖子上围上一条毛巾. Của là tôi lại bang là giúp rồi, nín là bà này. Sai búa dự, tức là trên sai là ở trên này. Búa dự là cổ. Sang là trên cổ. Sai búa dự sang là ở trên cổ. Quấy sang, tức là quanh nhẹ, quấn quanh cái cổ đấy. Quấy sang. Y theo máu chín là một cái khăn, đúng không ạ? Theo là lượng từ của máu chín rồi, y là một. Của ba nín tại búa chữ sang quấy sang y theo máu chín. Tôi giúp bà quấn một cái khăn này y theo máu chín quanh cổ. Đấy, tôi giúp bà đặt một cái khăn quanh cổ. Tiếp đó là chúng ta có thể ở một bên của cái máng gội đầu, là chúng ta đứng ở một bên để cho dễ thao tác. Chia xà lái khớ ý chai xỉ thấu cháo tợ y thưa. Chia xà lái là từ mới bên trên dọn vừa gặp rồi này, là tiếp đó. Khớ ý là có thể, chai là ở, chỉ thấu cháo là cái máng gội đầu ạ, là từ mới bên trên chúng ta vừa học. Y thưa là tiếng là một bên, chưa là bên, y chưa là một bên, chỉ thấu cháo tợ y chưa là một bên của cái máng gội đầu. Chia xa lái khứa ý chai chỉ thấu cháo tợ y chưa, tiếp đó là có thể ở một bên của cái máng gội đầu. Bước tiếp là chúng ta sẽ đặt một cái khăn làm lót máng gội đầu, như vậy có thể khiến nước bẩn dễ dàng chảy xuống. Đó, đặt một cái khăn mặt làm lót máng gội đầu, như vậy có thể khiến nước bẩn dễ dàng chảy xuống. Đó là phang sang máu chín tiên cao chỉ thấu cháo. Chưa giang hứa gì rang u sợi xuân ly liếu xạ. Đặt một cái khăn làm lót máng gội đầu. Phang sang máu chín là đặt một cái khăn. Tiên cao xỉ thấu cháo. Tiên cao xỉ thấu cháo làm cái lớp lót của cái máng gội đầu. Thưa giang là như vậy. Khứa ý là có thể. Rang là làm. U sủy là nước bẩn. Xuân ly là có thể dễ dàng, thuận tiện. Liếu xa là chảy xuống. Chưa giang cứ ý rang u sủi xuân ly liếu xa. Tức là như vậy thì có thể khiến nước bẩn dễ dàng chảy xuống. Đây là khăn nhất, khăn mặt. Quan sang máu chim tiên cao xỉ thấu cháo. Chưa giang khứ ý rang u sủi xuân ly liếu xa. Đặt một cái khăn mặt làm lót máng gội đầu, như vậy có thể khiến nước bẩn dễ dàng chảy xuống. Tiếp đó là chúng ta sẽ nói với người già là tôi sẽ dùng hai miếng bông giúp bịt tai của bà lại, ngăn cho nước chảy vào trong tai, để ngăn cho nước không chảy vào trong tai. Cần lão nhân xua, 我会用两个棉球 帮您把耳朵塞起来，预防水流进耳朵里。跟老人说，那老人给咋的呢？我都会了，谁用了用？两了还棉球，行啦，还给棉棒比大的。Lẻng cưa, lẻng là hai, lại cưa là lượng từ thôi ạ. Lượng từ của cái mén chiếu là của cái bông bông bịt tai. Lẻng cưa mén chiếu là hai miếng bông bịt tai. Bang là giúp, nín là bà. Bá ở tua giúp cho cái tai của bà đấy ạ. Sai chỉ lái. Sai chỉ lái, sai đây là bịt lại đấy. Nguy phá, đề phòng.
预防 phòng, phòng cái gì ạ? Phòng sủy này, nước liếu chin ở tua lì, tức là liếu chin tức là chảy vào đấy ạ. Ở tua là tai, lì là trong, liếu chin ở tua lì là chảy vào trong tai. Cần là rấn xua, của khôi dung liền cơ miến chiếu bang nín bá ở tua sai chỉ lái. Tôi sẽ dùng hai cái miếng bông ấy, giúp bịt cái tai của bà lại. Để làm gì? Để duy pháng sủy liều chin ở tua lì, đề phòng nước chảy vào trong tai. Sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu gội đầu. 我们就开始洗头. 我们 là chúng ta, 就 là thì. Đấy, là lập tức là động tác xảy ra ngay sau đấy. 就开始 là bắt đầu, 洗头 là gội đầu. 我们就开始洗头. Trước tiên, chúng ta sẽ dùng gáo nước, lấy một ít nước trước. 首先 先用水瓢取一下水。首先 là trước tiên, 先用 先 là trước, 用 là dùng, 水瓢 là dùng cái gáo nước đấy ạ. 取一下水, 一下 là một chút, 水 là nước, một ít nước thì sẽ 一下水. 取一下水 là lấy một ít nước. 先用水瓢取一下水 là trước tiên thì sẽ dùng cái gáo nước để lấy một ít nước trước. Đó, 首先 dùng suy phiếu chủy ý xa suy. Sau đó, chúng ta sẽ lấy cái da mặt ở bên trong của cổ tay để kiểm tra xem cái nhiệt độ của nước một chút. Để chúng ta xem kiểm tra là nhiệt độ như vậy đã được hay chưa. Thì chúng ta dùng cái da mặt ở phía bên trong của cổ tay để kiểm tra cho nó chuẩn. Dùng 手腕 tở nay chưa phí phụ chưa sư ý xa suy uôn. Dùng là dùng, sầu quan ở đây là cái bên trong lòng bên trong của bàn tay. Tợ là của này, nơi là trong, nơi chưa là phía bên trong, bí phụ là da, thì cả cái phần là sầu quan tợ nơi chưa bí phụ là cái da mặt bên trong của cổ tay. Chưa sư là để thử, để kiểm tra. Ý xa là một chút, kiểm tra một chút đấy ạ. Sủy uân, sủy là nước, uân ở đây là uân tu là nhiệt độ. Sủy uân, ta nói tắt là sủy uân thì sẽ là nhiệt độ của nước. Chưa sư ý xa sủy uân là để kiểm tra nhiệt độ của nước một chút. Đó, dùng sầu uân từ nơi chưa bí phụ, chưa sư ý xa sủy uân. Lấy cái da mặt bên trong của cổ tay để thử xem là, để kiểm tra xem là cái nhiệt độ của nước một chút. So sánh nhiệt độ nước gội đầu phù hợp là khoảng từ 41 đến 43 độ. Giáo sư khứa xỉ thấu, đây là thấu ạ, xỉ thấu tợ sủy uân ta cai 41-43 độ. Giáo tức là so sánh, sư khứa là cái nhiệt độ phù hợp, là phù hợp đấy ạ. Xỉ thấu là gội đầu, sủy uân là nhiệt độ của nước. Bên trên ta vừa gặp xỉ thấu tợ sủy uân là nhiệt độ của nước, thì sẽ là sư khứa xỉ thấu tợ sủy uân là nhiệt độ của nước phù hợp. Treo này là so sánh, so sánh nhiệt độ của nước gội đầu phù hợp. Ta cai là khoảng, sư xứ y là 41, tao là đến, sư xứ san là 43, từ 41 đến 43, tu ở đây là độ. Ta cai sư xứ y tao sư xứ san tu, khoảng 41 đến 43 độ. Giao sư khứa xỉ thấu tờ xuẩy uân, ta cai sư xứ y tao sư xứ san tu. So sánh cái nhiệt độ của nước của đầu phù hợp ở trong cái khoảng đó là tầm từ 41 đến 43 độ. Sau đấy chúng ta sẽ lấy trước một ít nước để rội làm cho tóc ướt, để cho dễ gội. Đó là xiên chủy ý xa xuẩy bả thấu pha lín sửa. Lín sư. Xiên là trước hết. Trước, chủy là lấy đấy ạ. Ý xa xuẩy là một ít nước. Bả thấu pha là làm cho tóc, thấu pha là tóc. Lín là ướt, lín sư đấy ạ, là ướt.
ẩm ướt ấy, lấy một cái ít nước xen chủy ý xa chuẩn làm cho tóc bà thấu pha lín sư là ướt, lấy trước một ít nước để rội để làm cho ướt tóc. Sau đó khi mà làm cho tóc ướt rồi thì chúng ta sẽ lấy một ít dầu gội đầu để giúp cho tóc gội cho sạch sẽ. Chủy ý xa chỉ pha chinh bang lão lớn chinh chia thấu pha. Chủy ý xa là lấy một ít, chỉ pha chinh là dầu gội đầu đúng không? Từ mới bên trên chúng ta vừa gặp rồi. Bang là giúp, lão lớn là người già để giúp người già. Chinh chia là sạch sẽ, thấu pha là tóc để giúp người già gội đầu cho sạch sẽ, chỉnh chìa thấu pha là giúp cho tóc sạch sẽ đấy ạ. Chỉ xa chỉ pha chinh bằng lão nhân chỉnh chìa thấu pha, lấy một ít dầu gội đầu để giúp cho tóc sạch sẽ, thấu pha là tóc. Tiếp đến là có thể dùng ngón tay massage sâu qua da đầu cho người già. Khứa ỉ dung chữ u sau quấy bằng lão nhân chua ý xa thấu bí tự an múa. Khứa ý là có thể, dung là dùng, chữ gì đấy, chữ phu sao là chữ là ngón tay đấy ạ. Phu sao quấy để giúp cho, dùng cái ngón tay để massage bang lão lớn là giúp người già. Chua ý xạ thấu bí tự an múa, bí là cái phần da đầu, thấu bí là cái da đầu đấy ạ, thấu là đầu, bí là da, an múa là massage. Chua ý xạ thấu bí tự an múa là massage sơ qua cái da đầu cho người già, lão lớn là người già. Hứa ý dùng chữ phu sau với bằng lão nhân chua ý xa thấu bí tự an múa, có thể dùng ngón tay massage sơ qua, sau ấy là sơ qua, bằng lão nhân chua ý xa thấu bí tự an múa. Hỏi tiếp theo là chúng ta sẽ hỏi người già là lực như thế này đã được hay chưa, có được không? Nếu mà ví dụ như là người già mà ta cần mạnh hơn thì mình sẽ massage mạnh hơn. Nếu mà người ta thấy hơi mạnh quá rồi thì mình sẽ giảm cái lực đấy đi, làm sao cho phù hợp với từng người. Uẩn lão nhân chưa ý cưa ly tạo, chưa ý cưa ly tạo khái khứ ý mà. Uẩn là hỏi, lão nhân là người già, hỏi người già. chưa ý cưa ly tạo là lực như thế, lực như thế. Khái khứ ý ma là có được không? Chưa ý cưa ly tao khái khứ ý ma, lực như thế này đã được hay chưa? Có được không? Sau đó chúng ta sẽ lấy trước một ít nước để rội sạch bọt xà phòng trên tay. Sau khi mà massage xong thì chúng ta sẽ lấy một ít nước để rội sạch những cái bọt xà phòng ở trên tay này. Xen chủy ý xa chuẩy chiang sổ sang tờ bao bao chung can chi. Chúng ta phải rửa sạch bọt ở trên tay trước. Xen là trước hết, chủy là lấy, là ý xa chuẩy là một ít nước. Sổ sang tờ bao bao, sổ sang là ở trên tay, bao bao này là cái bọt đấy, cái bọt xà phòng đấy ạ, là gọi là bao bao, cái bọt của xà phòng ở trên tay là sổ sang tờ bao bao. Chung can chi là rội sạch đi. Xen chủy ý xa chuẩy chiang sổ sang tờ bao bao chung can chi, lấy trước một ít nước rội sạch bọt xà phòng ở trên tay trước. Sau đó sẽ lấy tiếp một ít nước để giúp rội sạch bọt ở trên đầu. Sau khi mà chúng ta rội sạch ở trên bọt trên tay thì chúng ta sẽ lấy nước để rội sạch bọt ở trên đầu cho ông bà cụ. Cha chủy cha chuẩy bang cưa an bả thấu sang tờ bao bao chung can chi. Cha là tiếp đến đấy ạ. Chủy ý xa chuẩy là lại lấy một ít nước, bang là giúp, cưa an này là tức là nó tắt cho là ý là trường hợp, ý là bà cụ ấy ạ. Bả thấu sang tờ bao bao, lại thấu sang tờ bao bao này là bọt ở trên đầu. Lúc nãy là sổ sang tờ bao bao là bọt xà phòng ở trên tay.
đúng không? Sổ là tay mà. Thì dưới đây là thấu sang tờ ba bao, thấu là đầu, thì thấu sang tờ ba bao là cái xà phòng, cái bọt ở trên đầu. Chung can chi là rội sạch đi, gội sạch đi. Chai chủy ý xa xuể bang cư an bà thấu sang tờ ba bao chung can chi. Lấy tiếp một ít nước giúp gội sạch bọt trên đầu cho ông bà cụ. Nhất định phải sạch bọt xà phòng hoàn toàn. Ý định yào bà ba bao hoàn toàn chỉnh can chi. Ý định là nhất định, yào là phải, bao bao là bọt, nhất định phải làm cho cái bọt đấy, cái bọt xà phòng đấy quán chuyến là hoàn toàn, chỉnh can chỉnh là sạch hoàn toàn, quán chuyến chỉnh can chỉnh là sạch hoàn toàn đi. Tại vì khi mà nếu mà chúng ta không gội sạch ý, thì cái bọt đấy nó mà còn thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần da đầu của con bà cụ, nó sẽ gây nấm hoặc là ngứa, lại chúng ta nhất định phải gội sạch cái bọt đấy đi. Ý tinh giao bà ba bao hoàn chuyển tinh can tinh. Đợi sau khi nước bẩn chảy đi hết thì chúng ta sẽ nói với người già rằng là đầu đã gội xong rồi, để cho họ biết là à họ đã gội xong, mình đã gội đầu xong cho họ, đúng không ạ? Tổng tao trang xuẩy chén bù liếu xa chư hậu cao su lão rấn thấu pha ý tinh chí hào lơ. Tổng tao tổng là đợi, tao là đến, tổng tao là đợi đến, trang xuẩy là nước bẩn, trang này là bẩn, xuẩy là nước, trang xuẩy là nước bẩn, chuyến bù là hoàn toàn, liếu xa liếu là chảy, liếu xa là chảy đi đấy, chư hậu là sau đó. Thế vì vậy là cả câu vẫn là đợi sau khi nước bẩn chảy đi hết thì sẽ nói là tổng tao trang xuẩy chuyến bù liếu xa chư hậu cao su lão rấn là nói với người già. Thấu pha là tóc là đầu, ý là tóc ấy, thấu pha, nhưng mà Việt Nam mình cứ hay nói là đầu ấy. Ỷ trinh là đã, xí đây chính là xỉ ạ, nhưng mà nó phía sau là từ hảo, hai thanh ba đi với nhau thì sẽ phải đổi thành thanh hai là đọc thành xí. Xí hào lơ là gội xong rồi, thấu pha ỷ trinh xí hào lơ là đầu đã gội xong rồi, chúng ta thông báo với bà cụ để bà cụ biết, đúng không ạ? Lấy khăn mặt đặt ở dưới chậu gội đầu ra, sau khi mà gội xong thì chúng ta sẽ lấy khăn mặt đặt ở dưới chậu gội đầu ra. Chủy xa phang chai thấu cháo xa tở máu chìn. Chủy là lấy, xa phang, xa là ở dưới, phang chai thấu cháo, thấu cháo ở đây là cái chậu gội đấy ạ. Phang chai thấu cháo xa này là ở dưới, phang chai là đặt ở dưới cái chậu sẽ là phang chai thấu cháo xa tợ máu chin. Máu chin là cái khăn, thì vì vậy cái khăn mà đặt ở dưới cái chậu thì người ta sẽ trong tiếng Trung người ta sẽ đổi ngược lại là phang chai thấu cháo xa tợ máu chin. Đấy, nó ngược lại với tiếng Việt thì cả câu sẽ là chùy cha phang chai thấu cháo xa tợ máu chin, là lấy cái khăn mặt đặt ở dưới chậu đầu ra. Sau đó chúng ta sẽ giúp người già bọc cái tóc ướt lại, tiện thì bỏ cái chậu gội ra. Bang láo rấn bà sư tợ thấu pha bao chủ xuân biên bà xỉ thấu cháo ý chủ, là bang là giúp, láo rấn là người già, bà sư tợ thấu pha bao chủ, sư tợ thấu pha, sư đây là ẩm là ướt này, thấu pha là tóc, sư tợ thấu pha là cái tóc ướt, bao chu là bọc lại, bao này là bọc, bao chu này là bọc lại. Bang lão rấn bà sư tợ thấu pha bao chu là giúp người già bọc tóc ướt lại. Xuân biên là tiện, bà xỉ thấu cháo là cái chậu gội đầu, ý chu là bỏ ra. Xuân biên bà xỉ thấu cháo ý chu là tiện thì bỏ cái chậu gội đầu ra luôn. Đó, cả câu sẽ là bang lão rấn bà sư tợ thấu pha bao chu xuân biên bá chỉ thấu cháo ý chủ, là giúp người già bọc tóc ướt lại tiện bỏ chậu gội ra. Tiếp đến là chúng ta sẽ giúp người già lau khô tóc, sau đó sấy tóc, sau đó sấy tóc. Bang lão rấn bà thấu pha cha can rán hầu chuẩy thấu pha. Bang là giúp, lão rấn là người già, thấu pha là tóc rồi này, cha là lau là chùi ạ, can là khô, cha can là lau khô.
Bạn lão lớn bả thấu pha cha can là giúp người già lau khô tóc. Rán hậu là sau đó. Chơi thấu pha là sấy tóc. Chơi là sấy lại, thấu pha là tóc. Rán hậu chơi thấu pha là sau đó sấy tóc. Sau khi mà sấy tóc xong thì chúng ta sau khi được tóc đã được sấy khô thì lấy được chải tóc gọn gàng lại cho người ta, đúng không ạ? Mình sấy xong rồi thì mình phải chải lại cho họ cho nó gọn gàng. Thấu pha chơi can từ thư hậu rung su chữ bạn lão đấn bà thấu pha su chẳng trí. Thấu pha chơi, thấu pha là tóc, chơi là sấy, can nó khô, chư hâu là sau đó. Thì vậy là sau khi tóc đã được sấy khô thì nó là thấu pha chơi can tợ chư hâu. Tóc sau khi được sấy khô. Dung là dùng, su trự là cái lược. Bang là giúp, láo rấn, người già. Thấu pha là tóc, su là chải, chẩm trí là gọn gàng. Dung su trự bang láo rấn bả thấu pha su chẩm trí. Từ su chải này này, trong từ su trự là cái lược ấy. Đấy, đúng không? Đây, su trự này. Đó. Thì lấy cái lược để giúp cho người già chải tóc gọn gàng lại. Thấu pha chơi can từ chư hầu. Dung su trự bang láo rấn bả thấu pha su chẩm trí. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lấy cái bông lót tai ra và lấy khăn mặt ra và đặt cuốn trở lại cho họ. Chủy xa miến chiếu, lấy cái bông mà lúc nãy hai cái bông lót mà chúng ta bị vào hai bên tai để cho nước nó khỏi vào đấy ạ. Thì bây giờ khi mà xong rồi thì chúng ta lấy cái bông này ra cho họ. Chủy xa, chủy là lấy, chủy xa là lấy ra, miến chiếu là cái bông lót tai, chủy xa miến chiếu là cái bông lót tai ra. Ná xa máu chin, ná là cầm, ná xa là lấy ra đấy, cầm ra cái khăn máu chin. Và tiếp tục là bá trần thấu phang san chủy. Trần thấu là cái gối, phang san chủy là đặt trở lại, là bá trần thấu phang san chủy là đặt cái gối trở lại. Chủy xa miến chiếu, miến chiếu ná xa máu chin, bá trần thấu phang san chủy, lấy bông lót tai ra, lấy khăn mặt ra và sau đó là chúng ta sẽ đặt cái gối trở lại. Và như vậy chúng ta đã hoàn thiện các bước gội đầu cho cơ bản cho người già, cho các ông cụ bà cụ đấy ạ. À, hôm nay chúng ta học đến đây là xong bài gội đầu. Thì các bạn nhớ ôn lại kiến thức của buổi hôm nay đã học nhé. Và buổi hôm sau thì chúng ta sẽ học về chủ đề đó là đo nhiệt độ và huyết áp cho người già.